Anh còn gọi cho tôi là cái gì nữa? Ấy à, nghe nói ai đó giận mình và muốn đòi chia tay. Thế thì chả là hôm trước đi chơi với ai đó, ai đó có nói là thích đôi giày này và khen đôi giày này đẹp. Ơ cái gì mà ô, chẳng hiểu sao tự dưng hôm nay đôi giày này lại về đến nhà mình ý. Ô nhưng mà buồn quá, nó lại chẳng vừa size chân của mình. Nó lại là size 36, size của ai đó đang đi. Ôi, ước gì bây giờ có ai đó đổ để mình tặng nhỉ. Thật đấy, đấy, bây giờ ai đó mới nhắn tin cho mình mà hết dỗi là mình tặng luôn ấy. Có khi mình có tặng cả cái trái tim này luôn ấy. À, không biết ai đó yêu mình không nhỉ? Ai đó yêu mình không nhỉ?